Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 218. Bài này nằm trong khóa biện luận áp dụng cho hydrocarbon. Hy vọng cái video này khi các bạn theo dõi, các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cho chính mình khi giải quyết những bài toán bắt buộc phải biện luận. Cụ thể vào bài toán này như sau. Thứ nhất, thầy xử lý thông tin để tìm ra số mol của CO2 và số mol của nước trước. Đầu tiên, CO2 của thầy xử lý thông qua cộng với kiềm tạo ra kết tủa và dung dịch. Dung dịch này thầy biết chắc chắn là nó là CaHCO3 tất cả hai lần rồi, bởi vì là khi đun lên nó thu được kết tủa tiếp theo là 0,5 mol. Như vậy từ phương trình này thầy tìm ra được muối CaHCO3 hai lần là 0,5 mol. Kết quả thầy có CO2 của thầy tìm được thông qua bảo toàn nguyên tố carbon sẽ bằng C ở trong kết tủa cộng với C trong muối nhân 2 lên đây. Kết quả thầy có giá trị là 1,35 mol. Đề thi bảo rằng đốt cháy XY. Đốt cháy XY của thầy thì kết quả là oxy cần vừa đủ là 2,125 mol. Thì kết quả là thầy bảo toàn nguyên tố oxy, thầy tìm được nước là 1,55 mol. Sau khi tìm được CO2 và nước thì điều quan trọng nhất của bài toán này là phải biện luận để làm sao chứng minh được nó sẽ có một alkan và một alken. Đó. Thế thì không có gì khó khăn cả. Chúng ta sẽ thực hiện nó như sau. Thứ nhất, dẫn e qua brom, thấy bình brom tăng 10,5 gram, chắc chắn ở đây phải là alken hoặc alkin đó thì nó mới phản ứng với lại brom được. Khí thoát ra khỏi bình chắc chắn phải là alkan, bởi vì alkan không phản ứng với brom. Như vậy thầy biết chắc chắn alkan là 0,2 mol rồi. Khối lượng bình brom tăng lên 10,5 gram chính là khối lượng của alken hoặc khối lượng của alkin mà thầy chưa hề biết. Thế nếu như thì ăn lẽ thông thường thì các em cứ xét hai trường hợp thầy cũng được, tìm ra được đáp án. Nhưng ở đây thầy hướng dẫn để các bạn biết cách chứng minh rằng nó phải là alken như sau. Đầu tiên thầy nhận xét là lấy số mol của CO2 nước này trừ CO2 thì các em có nước trừ CO2 của thầy bằng 0,2 mol. Và 0,2 mol này chính bằng số mol của alkan bay ra ngoài. Đây, alkan bay ra này. Như vậy chứng tỏ rằng là cái chất còn lại của thầy, cái hydrocarbon còn lại của thầy này phải có pi bằng 1 để nước trừ đi CO2 phải bằng 0. Thì khi đó tổng nước trừ tổng CO2 mới bằng số mol alkan được. Như vậy kết quả pi bằng 1 thì đó phải là alken. Đó là cách chứng minh như vậy. Vậy gọi công thức là CmH2m. Bây giờ việc của thầy là tìm N và M là xong. Khối lượng của alken làm cho bình tăng lên là 10,5 gram. Vậy thầy lấy khối lượng tổng. Tổng khối lượng của X và Y thì tính được dùng bảo toàn khối lượng. Đây thầy lấy M nước cộng MCO2 trừ đi MOC thì ra khối lượng của XY. Thầy trừ đi khối lượng là 10,5 gram của alken thì ra khối lượng của alken là 8,8 gram. Và 8,8 gram thầy chia cho 0,2 mol của alken này thì kết quả M lớn thầy tìm ra được 44. Như vậy nó chính là C3H8. Alken của thầy nó hơn kém nhau là hai nguyên tử carbon. Vì thế kết quả là thầy sẽ có rằng là nó phải là C5, M bằng 5. Nó không thể là C1 được bởi vì C1 alken của thầy tối thiểu phải bằng 2C rồi. Như vậy nó là bằng 5. Bằng 5 thì công thức của alken là C5H10. Và các em vẽ đồng phân ra, tính cả đồng phân hình học xít răng thì kết quả tổng của nó là 6 đồng phân. Đáp án thì gọi là đáp án C. Điều quan trọng hay nhất của bài toán này là biện luận để tìm ra nó là alkan và alken. Đó.